Chào cả nhà đã quay trở lại kênh An Nhỏ Miền Quê. Thì hồi nãy mấy chị em mình có mua được cái sầu riêng với dâu á, giờ mình đem ra để mấy chị em mình cùng thưởng thức cho vui. Thì sầu riêng này giờ cũng gần giữa mùa á, lúc đầu mùa nó mắc lắm, nhưng mà giờ thì nó cũng rẻ nhiều rồi. Lâu lắm rồi mình cũng chưa có ăn sầu riêng nữa, giờ mình mua trái sầu riêng này về để mấy chị em mình ăn thôi. Đây, hồi nãy người ta có chẻ ra cho mình một chút xíu á, để mình giống như là coi cây nó có chín ngon không. Mình phải dùng hết sức mạnh. Không nổi. Được không? Ê, thơm quá. Thơm quá đi rồi. À. Đây. Ở thơm quá trời chị. Muối này của chị Hồng nha. Thương lắm à, muối bự á, một mình luôn á. Chẻ tiếp cái kia. Đây, để em chẻ nổi cái này, chẻ này rớt thì sao? Mình phải chẻ cái này. Này chẻ sao chị Hồng? Mở như vậy hả? Đâu, ập cho cái đít đó. Đây hả? Ừ. Tụp ấy chặt lắm. Lại bóp. Không, cái kia này em giữa đó. Ập nó lại cái. Ấy. Rồi đưa chị ra coi. Này, chị dùng tay bẻ ra coi. Nó đâm chắc chết rồi chị. Chẻ sầu riêng như là mà con nhím thì nó đâm chắc chết. Chưa được. Chút nữa bập dài dài. Đừng nghe. Kiệm người kiệm dưới đây nó chạy à. Trời ơi. Lấy mà anh chồng lại kiệm chứ nó đâm đau lắm. Sao thấy người ta lấy dễ quá vậy? Tại người ta ăn thường còn mình không có ăn nên là mình khó làm. Mình không biết cái khớp nữa đâu. Thấy người ta chẻ dễ quá. Đây để chị chị đây đó. Còn cái này vậy có hột quá hả? Có hột à. Đây là hột nữa nè, phải không? Ê, hay hết rồi. Ủa sao không à? Ngày đó xuống còn á. Lật hay hết rồi nữa. Để gì cặp luôn được không? Hào à. Ôi không có cái gì mà nó thơm như sầu riêng á. Ôi chị tưởng đâu hết. Ai vậy, còn muối nữa nè. Wow. Ở đây cũng còn muối nữa nè chị. Cái sầu riêng này cái người mà thích ăn thì nó thơm, mà người không biết ăn thì nó thúi. Em dặn này cái nhiên để hình cạp. Nè chị hái này đi, trong đây có muối nè. Thôi à. Thôi à, không chịu à. Nè. Kiệm nhân chị Hồng. Rớt hả? Cái này để gầm giường ngủ cho thơm vậy. Đây. Ôi. Wow. Ủa một cái sầu riêng nè. Cái sầu riêng này cơm nhà hạt lép nên cái muối nó khô queo à. À. Đây nữa nè. Còn nữa. Còn nữa mà giờ hết tay, có hai tay à. Đâu còn đâu nữa. Đó, ngủ cái đó nằm dưới. Giống như trứng con cá vậy đó. Vậy giờ mình để ra dĩa nha. Để em lấy cái bao tay đã, hai chị để bằng con dao được không? Dĩa này nè chị. Thôi thì chị để dĩa tròn. Nào cũng được, còn cái dĩa kia để dâu. Đây. Đây là vua của loài trái cây. Chừng nào mà măng cụt thì mới là có thêm hoàng hậu, giờ chưa có hoàng hậu. Này có vua với dâu mà. Ôi trời ơi. Để giỏ lại cho em hửi nào. Đây. Con rước dâu về cho mẹ đó. Mẹ không có ăn tay mà trời rước dâu về. Sao mẹ không để xui vậy nè, đó cho nó đẹp nè. Mẹ để ra con cắt lại. Dâu đầu mùa. Cái dâu này mà tới khi trời mưa xuống mình ăn nó mới ngọt gắt nha. Còn giờ trời nắng về là mình ăn nó chua dữ lắm. Chảy nước miếng. Dâu này mình chấm với muối ớt hoặc là muối tôm là nó sẽ ngon. Giờ mình ăn sầu riêng trước đi, rồi tí nữa mình ăn dâu sau chứ thôi để nó chua. Là mẹ chị Hồng ngồi đi. Mời ông bà cô chú và tất cả các bạn mình cùng ăn sầu riêng với gia đình của mình nha. Mời mẹ.
mà chị Hồng. Mình để đây mẹ tự lấy. Mình bóc đi sầu riêng này cơm vàng hạt lép nên là nó khô chứ nó không có bị nhão nên cái tay của mình nó không có bị dính. Này mẹ lấy trước đi. Mời cả nhà cùng ăn sầu riêng nhé. Lấy cái bự đi vậy nhé, bự này nè. Sao lấy cái nhỏ vậy? Trời ơi, trời em chỉ hai giày sao chịu được? Cho hai em nhỏ. Chị hai. Vậy em cục bự này nha. Cái cục bự là có hộp đúng không? Mời cả nhà cùng ăn sầu riêng với mình. Thơm quá. Ngọt không? Dễ bộ quá chứ rung rung vậy rớt cái nhịn luôn á. Của mẹ là hạt lép á. Của con không biết có lép hay không mà thấy phù phù lên vậy á. Ngọt nổi mà quên lấy ghế ngồi luôn á. Ngọt quá chị ơi. Từ hôm đầu mùa tới nay mình mới được thưởng thức nè. Của hai thím cháu dám hạt lép còn của Từng An chắc hột bự quá. Cho thím thấy nó phù ngay bụng ha. Ăn mà cũng còn sôi mới hà. Nó là lép nó ngon chứ không phải có hột con. Ăn sầu riêng mà lép là nó mới ngon. Hột ngon với mẹ mình luộc ăn đựng thêm lần nữa. Con nhận cơm nhiều thiệt. Trời nó béo ngậy luôn á. Này này mới đúng là cơm vàng hạt lép nè. Ngon được. Giật. Của em hột bự hay hột nhỏ? Hột bự. Thấy em làm thinh biết rồi còn hỏi nữa nóng này chết. Tại vì thấy của em phù phù ra quá. Lít lít nè, thấy của em phù phù ghê quá. Trời ơi, chị gì kỹ ghê luôn hả? Ngồi em luộc em cho chị ăn. Cái hộp sầu riêng ba mua tại tiệm hạt lép chứ luộc nhất nhất ăn đâu ngon đâu mấy bạn đừng có tin nữa nha, mua về gặp hộp không chết luôn á. Nó dụ chị Hồng á, hộp con có giá mà cũng không bự lắm thế mày cũng lép à. À hả, muối á. Chị hai ơi thưởng thức đi nào, mời cả nhà cùng ăn sầu riêng với mình. Dạ, mình ăn dâu đi Hồng ơi. Mình ăn sợ ngọt. Ăn dâu à, để con lấy hũ muối. Từ từ đi, mẹ mới có dâu mẹ ham quá. Mời cả nhà ăn dâu với mình. Chua chơi. Vậy ăn ngọt rồi. Còn sầu riêng nè, ăn nữa đi mẹ chị Hồng nè. Thôi mẹ ăn muối là ngán rồi. Ngon không? Đâu đưa em coi cái lép không chị? Có chị hai không lép không? Cũng lép nhưng mà không lép không. Có hộp rồi. Có hộp. Em chị hai lại hồi nấu hộp ăn. Rồi mình nấu một hộp ăn thật thật ngon á. Em phá ăn hộp nữa nha. Phá ăn hộp hả? À. Vậy chứ có hai hộp lép thì hết rồi con hết. Nói vậy chứ cái hộp nó bự nhưng mà thịt nó cũng vẫn dày mà. Ừ. Tụi nó béo đã gì đâu hả chị? Được cái muối nó bự nữa. Ngon ha. Ngon này ngon. Ăn dấu chua không chết mà nói ăn này ngon. Ăn này có lợi sức khỏe. Vitamin C. Phòng chống Covid hả? Còn sầu riêng mà cao huyết áp ăn nhiều không được. Còn huyết áp thấp. Vậy có hợp con ăn cục này luôn đi. Được. Nên nãy chị cao huyết áp nên chị ăn muối nhỏ. Không làm luôn. Mời với gia, chị Hồng. Em chị ngồi nữa chị Hồng đưa đi bị tăng. Chị Hồng ăn có chết mà, muối nhỏ. Thì nói chị đưa đây đó. Nhiều khi thấy mình ăn nhiều quá chị tăng. Nóng. Nóng quá tăng chứ. Chắc vậy quá. Nói là ngừng hoài ăn giật á. Thôi à. Để em đi lấy muối cho chị Hồng nè. Chua hay sao mà nhăn nhăn vậy chị Hồng? Chua dữ lắm, chua. Chua. Vậy chị hai ăn chậm thôi, ăn tới dâu là chua đó. Không ăn dâu. Rồi này chắc là không ăn chị dâu hay. Thấy chị nhăn là không ăn dâu. Mai mốt mình ăn gì ngọt mình cũng làm vậy không? Đúng rồi. Đồng mua mà chưa có mưa xuống. Bạn cho thấy sợ. À, mai mốt ngựa gì ngọt hai thím cháu mình nhăn mặt cho nó sợ nữa mà. Chua mà đều ăn được. Để đi rửa tay uống miếng nước rồi ăn tiếp. Giờ tới ăn dâu, nãy ăn sầu riêng ngon quá, giờ tới ăn dâu nè. Này hình như chưa có mưa xuống, cái vỏ này nó cũng còn dày quá nè. Cái trái dâu của mình ở trong nó đục. Hình như mưa xuống nó cũng có, nó hơi căng đều hơn. Cái này cũng còn non hay vậy chị Hồng? Ăn được rồi. Cái này ba muối hồi nãy chị tét con trái 4 muối. Ừ. Chấm muối ớt nè. Ủa chấm muối ớt. Để lăn 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 cho nó dính nha. Hồng ơi mà thường thường nó có 3 muối hồng, trái này cũng 3 muối nè. Đã. Mà nãy sao không có con trái 4. Ủa chua chua ngọt ngọt cái ăn ngon quá.
chị hai chảy miếng rồi. Con không ăn. Ngon. Chua nhưng mà ngon. Chua chị kiểu như măng cục vậy, nó hơi thanh thanh vậy. Ngon vậy. Cái này ngon. Chắc ở chợ Lách nhiều chứ mình đây ít thấy nè. Hồi đó ngoài nhà chị có mà của chị màu vàng. Không biết kêu bằng dâu gì ăn, cái này dâu xanh này, chắc dâu sim hay dâu gì nè. Dâu sim trái dài cái chứ. Này dâu xanh, còn dâu sim là nó cái dài dằn à. Cái dưới nó làm như nó nhọn nhọn như nó dài như trái cao. Con thấy nó ở dưới đít đó nó nhọn nhọn chứ nó không phải nó tròn hu gì. Cái này ăn cũng ghiền chứ bộ. Mà dâu sim nó ngọt dữ lắm. Chấm muối ăn ngon. Rồi dâu xanh. Sao muối này chua vậy? Ngon. Chấm muối rồi mẹ không chấm hả? Con để mốt bánh mẹ chấm. Nè cái trái này khác nữa này chị hai. Ồ trái này chín hơn đó con ơi. Trái này chín hơn nè. Nó cái hộp nó mình nhìn thấy nó trong bóng hơn nè. Mà cũng chua vậy. Đâu có. Có trái chua nhiều, có trái màu phải không? Ở đi lựa chứ nãy em lấy cái trái màu trắng hơn phải không? Gì kỳ thiệt chứ. Vậy thì sao? Thử cho biết. Gì cây thiệt nè, chứ. Trái này tới nhiều muối luôn nè. Cái trái nó cũng chín nè. Dí theo cái chùm của em đó. Nè, này tới 4 5 muối luôn nè. Vậy chị để ý từ ngang chắc cũng hơi bị lâu. Chị vậy chị nói làm em gớt cái lông em. Đục đục vậy là ăn chua dữ lắm. Nó hơi trong trong chút rồi không? Có thấy không? Ờ đúng là không có chua. Ăn dâu mà muối cũng hút máu nữa nè. Mà thường thường là ba chỉ có ba muối à, lâu lâu mới đựng trái hơn nè. Trái này là em bảo đảm chị ngọt cái chùm của em nãy á. Thôi đừng dụ cưng. Vậy dụ. Mà chị ngọt chứ em chịu nè. Dụ chị hả? Trái này là trái dâu non nè, để mình mở ra nha. Trời ơi tắn nhát luôn đó, như viên nhọc vậy. Có một hộp. Có một hộp duy nhất. Ăn trái đó chua lắm á. Có một hộp duy nhất luôn á chị hai nè. Vậy để dành đây Ngọc mà. Để vô bụng để dành. Ủa trái này sao nó như vậy? Nó chín đó mẹ. Trong không? Nó có hai muối hả? Ba. Chua mắt chết mà lại. Nó trong cướp. Nuốt miếng ực ực mà nó chua mắt chết. Ủa chua nuốt chứ. Em đứng ngồi đây mà em nghe gì ực ực. Bữa nay mấy chị em mình đi mua trái cây về ăn. Mình ăn vừa béo vừa ngọt, còn thêm cái này chua nữa. Quá no. Clip của mình đã hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi video của mình. Chúc cho cả nhà xem video vui vẻ và được thật nhiều sức khỏe. Bây giờ gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.